bạn này ồn ào nhá. Rồi, bạn thân của bạn qua thư của tôi thân mến. Dear my pen friends, my name's Peter. Tên của tôi là Peter. Tôi đến từ London, nước Anh. Hôm nay là Sunday. The second of March là ngày mấy tháng mấy? Ngày 2 tháng 3. Đó là sinh nhật của tôi. Tôi rất là happy. Vui á. Tôi có nhiều birthday present. Tôi có nhiều cái gì? Birthday present là cái gì? Birthday present là cái gì? Birthday present là cái gì? Birthday present. Quà gì? Là quà sinh nhật mà không biết. Quà sinh nhật mà không biết. Đến từ bạn bè của tôi. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn khi nào? Viết cho tôi sớm nhé, Peter. Rồi, bây giờ Peter đâu? Ai là anh ấy là ai? Tích vào đây cho vui. Anh ấy đến từ nước nào? B. Rồi, cờ nước Anh. Nước Anh. Hôm nay là thứ mấy? B. Rồi, sinh nhật của anh ta ngày nào? Anh nhỏ A. Rồi, anh ta nhận được cái gì từ bạn bè? Sửa A. Quà sinh nhật chứ. Ủa, con nhỏ Hân nó không sửa bài hả? Hân, có sửa bài không? Ngồi đó mà nói chuyện. Rồi, đúng hay sai này? Tên tôi là Nhi. Tôi đến từ trường tiểu học Kim Đồng. Tôi đi học từ Monday cho tới Friday. Đi học từ Monday cho tới Friday. Hôm nay là Tuesday, thứ ba đó. Chúng tôi đang có một tiết học về mỹ thuật. Thầy Lộc đang vẽ mặt nạ ở trên bảng. Các cô gái đang làm con rối và hát hò. Các cậu bé thì đang làm diều và sơn nhà. Sơn nhà, painting house nè. Rồi, chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Rồi, tên cô ấy là Nga. Sai. Cô ấy học trường tiểu học Kim Đồng. Đúng. Cô ấy đang có một tiết mỹ thuật trong lớp. Đúng. Đúng là ghi gì? Tờ vào. Mr. Lộc đang viết trên bảng. Đúng. Đúng cái gì? Đang vẽ mặt nạ chứ viết đâu. Các cô gái đang làm con rối. Đúng. Các cậu bé đang làm máy bay giấy. Sai. Rồi, sai. Trời ơi, cái con nhỏ kia nó không kiểm tra bài. Cái con bị khùng. Qua đây ngồi cho cô. Qua đây ngồi. Rồi, sắp xếp lại. Sắp xếp lại. My school name is Nguyễn Du Street, câu số 2. Bạn nào đọc được? My and Peter gì? A gì? A standing gì? Next to gì? The draw. Next to the door. Không tập trung mà mai học rốt lắm kiểu nha. My and Peter are standing next to the door. My và Peter đang đứng cạnh cái cửa. My and Peter are standing next to the door. Hai bạn kia lấy sách đọc bài đi, hai bạn kia. Hà Nhi. Bạn Châu có sách không? Không có hả? Hà Nhi lấy sách ra bài số 8. Lật ra. Rồi nhanh người về. Rồi câu này bạn nào đọc được ha? Hà mới nhìn đây làm luôn đâu. Nhìn đây. Rồi nhìn đây. Can tôm. Suy nghĩ đọc cho cô đọc đáp án nào. Can tôm mở lay. Hà Nhi làm được không? Làm sao? Can. Tom chứ. Tom đầu câu. Tom can. Tom can. Play. Play guitar. Đúng rồi. Tom có thể chơi đàn guitar. Tom có thể chơi đàn guitar. Rồi câu dưới này, hai bạn kia. Phong là chim của tổ. Đúng rồi. Bạn Nhi đọc lại nào. Không biết. Phong lái taking photo. Hân đọc bài. Phong lái taking photo. Đúng rồi. Phong lái taking photo. Phong lái taking photo. Trời ơi, Phong đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc vậy trời. Đẹp trai quá. Trời ơi. Còn trên đây thì giống nhanh mấy Dũng. Rồi. Hai đứa này là hai đứa này nè. Con gái. Rồi, Tân và Thuận. Tân và Thuận chơi bóng ở chơi bóng đá vào ngày thứ bảy là bạn nào đọc được? Bạn nào đọc được nói con nghe. Tân gì? Tân và Thuận. Play football. Đúng rồi. On.
Saturday, Saturday. Phong và Thuận chơi football vào Saturday. Nha. Chép không kịp nữa ha. Tân and Thuận play football on Saturday. Tân và Thuận chơi football vào Saturday. Tân and Thuận play football on Saturday. Hai bạn xuống ngay dưới đọc nào. Cô cái bài mẫu là chừng nào nghe cô. Lát nữa. Lát nữa chắc ra vừa rồi cô. Thì để muộn tí. Cô lên về nhân nhân này đánh nhau. Cô lên về nhân nhân này ngứa tay ngứa chân. Hôm nay lại đọc bài cái nào. What day is it today, Tom? 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 It's Monday. It's Monday. Do you have match day? Do you have match today? Yes, I do. Yes, I do. What subject do you have today? What subject do you have today? I have Vietnamese. I have Vietnamese. Maths. And English. Oh. Where they for school? Where they for school? Where they for school? Where they for school? Let's run. Let's run. Hôm nay chúng mới phải cho năm từ. Bạn có hôm nay có toán không? Cô. Hôm nay chúng ta có môn gì? Tôi có tiếng Việt, toán và tiếng Anh. Có tí nữa. Ồ, chúng ta chỉ học hồ chạy thôi. Rồi thực hành bài nào có vở cho cô nhé. Thực hành bài này có vở. Rồi làm bài này, lát có thời gian nghe thêm. Rồi lát đây. Rồi, bài dưới nào các con. Chúng ta có nè. Hà ơi, con nhìn đây con biết nào không Hà? Các bạn nhìn á. You là sở thú. School library là thư viện trường. England là nước Anh. School là trường học. Help my parents là giúp bố mẹ. Chúng ta điền cái hoạt động của Misa vào đây. Số 1 đến gì đó các bạn? Đúng rồi. Xin chào mọi người. Tên của tôi là Misa. Tôi đến từ England. Các bạn xài England, các bạn gạch đi ho là xong. Các bạn sẽ còn 4 từ. Tôi đi học mỗi ngày từ thứ 2 cho tới thứ 6. On Tuesday and Thursday afternoon, I study. Tôi học ở đâu? Vào thứ 3 và thứ 5 buổi chiều, tôi học ở đâu? School. Tôi học ở đâu? School library. Viết vào school library. Tôi học ở school library. Với bạn của tôi, I like reading very much. I read a lot of books about plants and animals. Tôi học rất nhiều, tôi đọc rất nhiều sách về động vật, thực vật. On Saturday, tôi đi đâu? Tôi đi đâu? Tôi đi sở thú, you, với anh trai của tôi. Vào chủ nhật, tôi ở nhà và làm gì? Giúp bố mẹ của tôi. Help my parents. Hết rồi. Ủa không? Hết rồi. Còn sao nữa cô? Trời ơi, người ta cho thừa cái gì đâu. Người ta cho thừa để mình lừa mình, để mình chọn lựa chứ con. Đâu mà dễ ăn được hả? Cô đâu nói sớm mà cô. Phải tự biết chứ. Đáp án thì có 4 cái, 1, 2, 3, 4. Mà ở đây có 5 cái thì con phải biết là thừa một cái chứ. Xong chưa? Xuống bài dưới nhá. Chị Châu đọc bài chưa thuộc đi. Con đứa là trong đường đi. Con đứa là trong đường, con đứa là trong đen không? Trong đường đi. Trong đường đi đây cả nó. Trà sữa. Con ngủ đi cô. Rồi. Rồi, sang bài nghe nha. Bài nghe.